flagship cũ bây giờ theo các bạn là cái chiếc điện thoại nào là đáng mua nhất ạ? Flagship cũ thì chúng ta sẽ có iPhone 13 series này. Chúng ta sẽ có iPhone 12 series cũng có thể coi như là cũ đi. Hay là chúng ta sẽ có những sản phẩm Xiaomi cũ, rồi là đại loại những sản phẩm điện thoại Trung Quốc cũ và Samsung cũ. Đấy, thì với cá nhân mình thì mình nghĩ là đây sẽ là chiếc điện thoại flagship cũ đáng mua nhất này. Đấy là Samsung Galaxy S22 Ultra. Thế nên mình sẽ phân tích cho các bạn tại sao nhé. Điện thoại hay khai trương cơ sở thứ tư tại 258 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Anh em nhanh chân để có được rất nhiều quà nhá. Đầu tiên là về mức giá bán. Hiện tại cái chiếc điện thoại flagship này đang có mức giá tại điện thoại hay là 14 triệu rưỡi. Hãy chú ý là đây là hàng chính hãng luôn, có full box đầy đủ hộp phụ kiện. Thế thì với cái mức giá này của S22 Ultra thì nó cũng chỉ ngang bằng với cả giá của iPhone 13 hàng cũ cũng như là iPhone 12 Pro Max hàng cũ thôi. Đấy, còn lại thì những cái điện thoại Trung Quốc thì hàng cũ thì thực ra là thứ nhất là các cửa hàng họ không bán nhiều và hiếm lắm mới có những cái cửa hàng bán điện thoại Trung Quốc cũ. Về thứ hai nữa là điện thoại Trung Quốc ấy, thì cái giá hàng mới của nó đã rất là tốt rồi, hàng cũ thì nó rẻ hơn cũng không đáng bao nhiêu, nên là mình sẽ không ưu tiên mua điện thoại Trung Quốc hàng cũ. Và nếu mà mua điện thoại cũ ấy, thì mình chỉ phân vân giữa Samsung và Apple thôi. Còn tất nhiên có một số những thương hiệu khác, ví dụ như là Google Pixel các thứ, nó cũng có hàng cũ nhưng mà nguồn hàng của nó thì nó không ổn định, và nếu mà xảy ra hỏng hóc thì việc sửa chữa nó sẽ rất là khó khăn, nên là mình cũng không tư vấn ở đây. Đấy, thì tại sao mình lại lựa chọn S22 Ultra là cái điện thoại flagship cũ mà mình đánh giá là rất là đáng mua thời điểm này? Bởi vì nếu bây giờ chúng ta so nó với cả iPhone 13 đi thì mình thấy là S22 Ultra chắc chắn có thiết kế đẹp hơn. Thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người, nhưng mà với mắt mình thấy là điều đó. Màn hình cong, viền màn hình mỏng hơn, không bị cái tai thỏ to ở phía trước, cũng như là nó không có cái kiểu camera đặt chéo. Nhiều bạn chê cái camera đặt chéo của iPhone 13, nên là về thiết kế mình đánh giá là S22 Ultra đẹp hơn và nhìn trông nó cũng sang hơn. Màn hình thì chắc chắn là S22 Ultra tốt hơn iPhone 13 rồi, bởi vì cái màn hình của nó là kích thước lớn hơn này, độ phân giải cao hơn, độ chi tiết tốt hơn, đúng là hiệu ứng thị giác cho ra là ngon hơn, tần số quét cao hơn và độ sáng thì cũng cao hơn luôn. Nên là với mình thì màn hình mình sẽ lựa chọn S22 Ultra. Về hiệu năng chắc chắn iPhone 13 sẽ hơn, bởi vì S22 Ultra nó bị cái là nó chạy con chip 8 Gen 1 nên thành ra nó sẽ bị nóng. Tuy nhiên đấy là với trường hợp là bạn là người chơi game rất là nhiều thôi, cho sử dụng bình thường mình thấy chả vấn đề gì cả. Còn về camera chắc chắn S22 Ultra sẽ hơn, nó đa dụng hơn, bộ camera của nó rất là ngon, chụp ảnh thứ nó rất là xịn. Thời lượng sử dụng pin thì S22 Ultra sẽ có phần nhỉnh hơn iPhone 13 một chút. Mặc dù là dung lượng pin hơn nhiều đấy, nhưng mà tối ưu thì Apple nó tối ưu tốt mà, nên là thành ra là cái trải nghiệm thì nó cũng không lệch nhau quá nhiều đâu. Ngoài ra nữa thì S22 Ultra nó sẽ có hai sim vật lý này, và nó sẽ có thêm cái cây bút nữa. Đấy, cây bút thì mình thấy là nếu mà bạn nào mà đã nghiện rồi thì sẽ rất là khó bỏ, đúng nào. Nếu mà so với cả iPhone 12 Pro Max thì sao? Thì mình cũng đã nói ra đấy, thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người nhá. Nhưng mà về màn hình thì chắc chắn là S22 Ultra sẽ có màn hình đẹp hơn iPhone 12 Pro Max. Hiệu năng thì về lý thuyết là con chip 8 Gen 1 của S22 Ultra tốt hơn iPhone 12 Pro Max đấy. Đấy, còn về cái phần camera thì nó cũng sẽ có phần nhỉnh hơn iPhone 12 Pro Max. Pin cũng sẽ có phần nhỉnh hơn một chút. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là các cái phiên bản khác nhau của S22 Ultra cũng như là iPhone 13 và iPhone 12 Pro Max thì sao. Thế mình có tham khảo tại website của điện thoại hay. Thì nếu mà chúng ta thêm có 1 triệu rưỡi nữa thôi, lên mức 16 triệu là chúng ta sẽ có được cái phiên bản RAM 12 bộ như trong 256. Nghĩa là chúng ta sẽ vừa lên cả RAM vừa lên cả ROM. Đấy, thì mình nghĩ là với 1 triệu rưỡi thì nó hoàn toàn xứng đáng thôi. Còn với iPhone thì sao? iPhone 13 thì nếu mà chúng ta lên từ phiên bản 128 lên phiên bản 256 thì chúng ta cũng thêm đúng số tiền như thế, cũng thêm 1 triệu rưỡi. Đấy, nghĩa là nếu mà hàng mới thì chúng ta sẽ thêm rất là nhiều, thêm tầm 3 triệu. Nhưng mà hàng cũ thì chúng ta chỉ thêm tầm 1 triệu rưỡi thôi. Đấy, nghĩa là giá của iPhone 13 với cả S22 Ultra là bằng chằn chặn nhau luôn, y xì đúc nhau. Đấy, nhưng mà ở đây thì mình thấy là S22 Ultra chúng ta đã có thể mua được hàng chính hãng rồi. Còn iPhone 13 thì chúng ta sẽ chỉ mua được kiểu hàng quốc tế, đại loại như là nó là phiên bản sách tay của thị trường nước ngoài đấy. Còn iPhone 12 Pro Max thì các bạn lên thì cũng thêm tầm 1 triệu rưỡi nữa. Giá nó sẽ rẻ hơn tầm vài trăm, không đáng kể. Đấy, cũng thêm 1 triệu rưỡi nữa, từ 14.290 lên đến 15.790. Nghĩa là nếu mà các bạn muốn lên cùng cái phiên bản bộ như trong của ba sản này thì giá nó sẽ rất là tương đồng với nhau thôi. Và đấy là những cái đánh giá của mình về cái S22 Ultra. Nói chung là S22 Ultra là nếu mà xét ở trong phân khúc hàng cũ thì đây là chiếc điện thoại rất đáng để chúng ta cân nhắc ở thời điểm hiện tại đấy. Nó có thể đáp ứng được gần như tất cả các nhu cầu của chúng ta.
Còn tất nhiên kể cả chúng ta nghĩ đến những chiếc điện thoại của Trung Quốc hàng mới tinh cũng được. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là nếu mà nghĩ đến hàng Trung Quốc mới tinh ở trong cái tầm giá này thì có lẽ điện thoại Trung Quốc nó sẽ chỉ có đúng 2 điểm hơn so với cả S22 Ultra. Đấy là cái sạc của nó nhanh hơn và hiệu năng của nó tốt hơn thôi. Chứ còn lại nếu mà so với S22 Ultra thì sẽ khó có cái mức độ hoàn thiện tốt bằng, cũng như là khó có cái những cái màn hình này, rồi cái camera và cái cây bút thì chắc chắn là không thể nào mà so được với S22 Ultra đâu, kể cả so với những chiếc điện thoại Trung Quốc hàng mới tinh ở trong tầm giá này. Các bạn cảm thấy sao về S22 Ultra ở thời điểm hiện tại? Và theo các bạn thì với mức giá 14 triệu rưỡi, liệu đây có phải là dòng flagship cũ nhá, flagship cũ đáng mua nhất hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Hôm sau thì mình sẽ phân tích về những cái chiếc điện thoại flagship hàng mới tinh đáng mua nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.